Xin chào mọi người. Sáng nay cũng tranh thủ ăn được cái chiến thần này. Hôm qua là ống đất cục lành rồi. Rồi ăn được mấy chương của Diệp Thiên. Để tranh thủ trong trưa nay rồi lên lên cho mừng nghe. Không biết là trưa nay có lên kịp không? Còn nếu không lên kịp thì chiều tối. Nhưng đại khái là sẽ thu trước cho mọi người nghe. Cảm ơn bạn Sơn Nguyễn. Bạn Sơn Nguyễn vừa đăng ký lại gói hội viên VIP. Hội viên group mà YouTube, nhưng mà tháng này đổi thành hội viên VIP. Cảm ơn bạn Sơn Nguyễn. Bạn không những là đăng ký hội viên mà còn chuyển khoản rồi còn đã bấm nút sub thanh nữa. Cảm ơn bạn đã ủng hộ Át rất nhiều. Sơn Nguyễn. Chiến thần ở rễ Dương Thanh Tần Thanh Tâm chương 3261 đến chương 3265. Trong lúc nhất thời, ánh mắt rất nhiều người đều rơi vào trên thân Hạ Chí, mà cũng có một bộ phận ít người nhìn về phía Hạ Hùng. Người thừa kế gia chủ chỉ có thể là một trong hai người này. Ta tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay trở đi, Hạ Hùng sẽ được xác lập là người thừa kế của Hạ gia. Tổ chức nghi lễ kế vị sẽ được tiến hành vào một ngày nào đó. Ngay tại trong sự chờ mong của tất cả mọi người, Hạ Hoành Viễn mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức chấn kinh. Nụ cười rạng rỡ trên mặt Hạ Chí lập tức cứng đờ. Ngay cả Hạ Hùng đều là một nét mặt kinh ngạc. Có thể nói, ngoại trừ Hạ Hoành Viễn cùng Hạ Hà ra, thì những người khác đối với việc Hạ Hùng được xác lập làm người thừa kế đều phi thường chấn kinh. Hạ Hoành Viễn vẫn luôn một mực xem Hạ Chí như người thừa kế để bồi dưỡng. Nhất là mấy năm gần đây, phần lớn sản nghiệp của Hạ gia đều dần dần giao cho Hạ Chí xử lý. Chỉ có một số ít người là ủng hộ Hạ Hùng, nhưng cũng chỉ là ủng hộ trong âm thầm mà thôi. Ngắn ngủ ngốc trệ qua đi, Hạ Chí đột ngột đứng bật dậy, hai mắt đỏ bừng bừng nhìn chằm chằm Hạ Hoành Viễn. Phụ thân, đây là vì cái gì chứ? Hạ Hoành Viễn lông mày nhíu lại, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Chí. Con là con của cha, Hạ Hùng cũng là con của cha. Cha xác lập nó làm người thừa kế có vấn đề gì hay sao? Hạ Chí song quyền siết chặt, nghiến răng nói ra. Qua nhiều năm như vậy, con đã vì Hạ gia mà làm ra bao nhiêu cống hiến, ai cũng thấy điều này, đúng không? Há có thể là Hạ Hùng mà có thể so sánh được với con hay sao? Hạ Hùng hắn có tư cách gì so với con chứ? Ánh mắt Hạ Hoành Viễn càng trở nên âm hàn, vốn là bị Hạ Hà ép buộc giữa sự bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định như vậy. Bây giờ Hạ Chí cũng dám trước mặt mọi người chất vấn quyết định của hắn. Điều này khiến cho Hạ Hoành Viễn vốn đã phi thường tức giận lại càng thêm phẫn nộ. Nếu như không phải cha cho con quyền hạn cùng tài nguyên vượt xa Hạ Hùng, còn cho rằng con có thể vì Hạ gia mà đạt được những thành tựu này được hay sao? Hiện tại con lại chất vấn quyết định của cha được sao? Thanh âm của Hạ Hoành Viễn lạnh lẽo đến mức cực hạn. Hạ Chí toàn thân không khỏi rùng mình một cái, lúc này mới ý thức được mình đã triệt để chọc giận Hạ Hoành Viễn. Hạ Chí cúi đầu, mắt đỏ bừng nói ra, phụ thân, con sai rồi. Hạ Hoành Viễn chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, lập tức ánh mắt rơi vào trên thân Hạ Hùng, mới miệng nói. Từ giờ trở đi, con chính là người thừa kế Hạ gia. Ngày mai, con liền tiếp nhận tập đoàn Hồng Nghiệp từ đại ca của con, đảm nhiệm chức vị chủ tịch. Cha sẽ tổ chức một buổi lễ kế vị cho con vào một ngày không xa. Hạ Hùng lúc này cũng hồi thần trở lại, vội vàng đáp, vâng, phụ thân. Hạ Chí sắc mặt một trận tái nhợt. Tập đoàn Hồng Nghiệp là doanh nghiệp lớn nhất của gia tộc Hạ gia, đồng thời cũng là doanh nghiệp duy nhất lọt vào top 100 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Trước kia, vị trí chủ tịch tập đoàn Hồng Nghiệp đều là do hắn đảm nhiệm. Có thể nói, ở trên cương vị này, hắn đã tích lũy được vô số mối quan hệ. Cũng chính vì điều này, hắn mới có thể giành chiến thắng và lợi thế rất lớn trong cuộc cạnh tranh vị trí gia chủ cùng Hạ Hùng. Mà bây giờ, Hạ Hoành Viễn không chỉ có để Hạ Hùng trở thành người thừa kế, còn để Hạ Hùng tiếp nhận chức vị chủ tịch tập đoàn Hồng Nghiệp. Có thể đoán được, trong những ngày tiếp theo, các mối quan hệ và tài nguyên của Hạ Hùng sẽ tăng lên với biên độ lớn. Ngược lại, hắn bởi vì thất bại trong cuộc cạnh tranh người thừa kế của Hạ gia, tất cả những người đã từng muốn tiếp cận hắn,
có quan hệ thân thiết với hắn đều sẽ dần dần rời xa hắn mà tiếp cận cùng Hạ Hùng. Hạ Hoành Viễn mở miệng nói, được rồi, những gì ta nên nói cũng đã nói xong, còn có người nào có chuyện gì muốn nói hay không? Đám người đều nhao nhao lắc đầu tỏ ý không có ý kiến. Ngay tại thời khắc này, Hà Hà vốn không được bất luận cái nào chú ý đến, bỗng nhiên mở miệng. Dạ dạ, ông vừa nói là sẽ tổ chức nghi lễ kế vị cho nhị thúc vào một ngày nào đó, tôi cho rằng vẫn là làm càng sớm càng tốt ra. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhao nhao rơi vào trên thân Hà Hà. Tất cả mọi người đều chấn kinh trước sự to gan của Hà Hà. Hà Hùng sau một thoáng kinh ngạc vội vàng nói, Hà Hà không được nói lung tung. Ông ta có thể cảm nhận được lửa giận thời khắc này của Hạ Hoành Viễn, ngay cả Hạ Chí đều bị cổ mắng, sợ là Hạ Hà cũng phải nhận sự trách phạt. Hạ Hoành Viễn lông mày nhíu chặt lạnh lùng nói, vậy ngươi cảm thấy nên tổ chức nghi thức người thừa kế khi nào thì được đây? Hạ Hà dứt khoát nói, buổi sáng ngày mai lúc 9 giờ. Hạ Hà, ngươi có phải bị điên rồi hay không? Tổ chức nghi thức người thừa kế của Hạ gia lúc nào thì đến phiên ngươi mở miệng xen vào rồi thế? Đúng vậy à, ngươi một đứa con gái bị bỏ rơi của Hạ gia có tư cách gì mà can thiệp vào chứ? Rất nhiều người đều nhao nhao quát lớn với Hạ Hà, mà Hạ Hùng ở một bên có chút gấp gáp. Ông ta vừa muốn mở miệng nói liền nghe Hạ Hoành Viễn ra lệnh với quản gia, hiện tại liền in thiệp mời, trong đêm nay đem thiệp mời đưa đến các đại gia tộc, mời bọn hắn tham gia nghi thức người thừa kế Hạ gia 9 giờ sáng ngày mai. Quản gia vừa vàng đáp lại, vâng, gia chủ. Hạ Hoành Viễn lạnh lùng nhìn Hạ Hà một chút, thấy Hạ Hà không nói gì thêm, lúc này mới lên tiếng, tan họp. Nói xong, hắn dẫn đầu đi ra khỏi phòng họp. Đám người còn đắm chìm trong sự khiếp sợ vừa mới rồi, vẫn chưa kịp lấy lại thân tinh thần. Nhị bá xin chúc mừng. Hạ Hà bày tỏ sự vui mừng với Hạ Hùng, sau đó lập tức đứng dậy rời đi. Hạ Hùng nhìn xem phương hướng Hạ Hà rời đi, không khỏi rơi vào trầm tư. Ông ta phi thường rõ ràng, Hạ Hoành Viễn không muốn để cho ông ta trở thành người thừa kế. Bởi vì nếu phụ thân thực sự muốn để ông ta trở thành người thừa kế, thì mấy năm gần đây sẽ không thiên vị rõ ràng đối với Hạ Chí như vậy. Bây giờ bỗng nhiên lại tuyên bố ông ta trở thành người thừa kế, khẳng định phải có nguyên nhân. Còn có Hạ Hoành Viễn vừa mới rồi, vậy mà thực sự nghe theo ý của Hạ Hà đưa ra, 9 giờ sáng ngày mai liền phải tổ chức nghi thức người thừa kế. Điều này để người có chút kinh ngạc à? Chẳng lẽ nói là vì Hạ Hà hay sao? Hạ Hùng, chúc mừng, về sau cũng xin chiếu cố ta nhiều hơn à. Nhị bá, chúc mừng nha, về sau có việc gì cần dùng đến ta, cứ việc phân phó nha. Hạ tiên sinh, chúc mừng. Trong lúc nhất thời, người của Hạ gia nhào nhào tiến lên phía trước nói lời chúc mừng. Hạ Hùng cảm ơn từng người rồi cũng lập tức rời khỏi phòng họp. Rất nhanh, trong phòng họp chỉ còn lại một đám người Hạ Chí. Hạ Chí một quyền hung tợn nện ở trên mặt bàn hội nghị, mặt mũi đều là tràn đầy tức giận, nói ra, dựa vào cái gì chứ? Tại sao lại như vậy chứ? Ta mới là con trai trưởng của Hạ gia, là ứng cử viên có tư cách trở thành người thừa kế nhất. Đám người đứng bên cạnh hắn đều câm như hến, không dám nói một lời nào. Hạ Chí bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn nhìn về phía Tần Hoài đang đứng bên người, nghiến răng hỏi ra, đến cùng chuyện gì đã xảy ra? Hà, vì cái gì còn chưa mất đi ký ức như vậy? Tần Hoài nhíu mày, mười phần khó hiểu trả lời, chuyện này không đúng à? Là tôi tự mình đem viên độc đan có thể khiến người mất đi trí nhớ kia ép nàng uống vào. Dựa theo đặc tính của viên độc đan kia, Hà Hà lẽ ra đã mất đi trí nhớ từ lâu, nhưng nhìn tình trạng của nàng dường như không có bất cứ vấn đề gì xảy ra. Nói xong, hắn nhìn về phía Hạ Chí. Hạ tiên sinh, có phải là viên độc đan này là giả hay không? Không thể nào. Hạ Chí lập tức phủ nhận, lại giọng nói, viên độc đan này là ta hao phí tinh lực cực lớn mới có được, mà lại loại độc đan này tại cổ võ hạ giới giá trị cũng không cao, đối phương không cần thiết dùng một viên giả đan để lừa ta. Tần Hoài phân tích, nếu đã như vậy, chứng tỏ rằng có người đã âm thầm trợ giúp Hạ Hà, người này có lẽ chính là Hạ Hùng. Nếu như là vậy, thì hết thảy những gì gia chủ vừa mới tuyên bố kia đều có thể hiểu được. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Chí nghiến răng nghiến lợi nói ra,
Thì ra là thế. Ta nói phụ thân, tại sao lại nghe theo lời của Hạ Hà? Hóa ra là Hạ Hùng có biện pháp để độc đan tại trong cơ thể Hạ Hà mất đi hiệu lực. Phụ thân trước đó liền đã từng nói, ai có thể thuyết phục Hạ Hà đáp ứng trở thành tiểu thiếp cho Trần công tử, liền để người đó trở thành người thừa kế Hạ gia. Hiển nhiên Hạ Hà là vì Hạ Hùng mà đáp ứng chuyện này, thậm chí là dùng chuyện cự tuyệt để trở thành tiểu thiếp của Trần công tử để uy hiếp phụ thân. Thân là con trai trưởng của Hạ gia, Hạ Chí vẫn vô cùng thông minh, rất nhanh liền đoán được manh mối. Cùng lúc đó, tại nơi ở của Dương Thanh, Dương Thanh nhận được điện thoại của huynh đệ Tống Thị. Để Hạ Hùng trở thành người thừa kế Hạ gia vẫn chưa đủ. Dương Thanh trầm giọng nói, Hạ Hoành Viễn là bị Hạ Hà bức bách để không đắc tội với Trần gia giới cổ võ. Hắn chỉ có thể lựa chọn Hạ Hùng, nhưng chỉ cần Hạ Hùng một ngày chưa tiếp nhận vị trí gia chủ thì mọi thứ vẫn có thể thay đổi. Tống Tả cẩn thận từng ly từng tí, vậy Dương Tinh Sinh có ý tứ là gì? Dương Thành trong mắt lóe lên đạo phong mang, hiếp mắt ra. Nghi thức người thừa kế Hạ gia ngày mai, tôi sẽ lấy thân phận chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh tham gia. Bây giờ tập đoàn Nhạn Thanh cũng là một trong 100 công ty hàng đầu thế giới, có chi nhánh tại Trung Châu. Cái thân phận này của anh hoàn toàn có tư cách tham gia nghi thức người thừa kế Hạ gia.